Dạ mến chào quý anh chị em đang xem kênh là TK Bonsai ạ à. Em tên là Công Danh nè Số điện thoại của em là 0965 188 838 Cũng là số Zalo em ha Hôm nay em lên uh, bông trang uh, tàn nha anh chị em Này trang xe nhật với uh, trang uh, đỏ lá nhỏ Mong anh chị em xem clip giờ ủng hộ em Giờ em vô cây số 1 là cái trang xe nhật nha anh chị em chiều cao là 31 cái quành nó 14 cái này có giá 300 ngàn nha anh chị em em bao sống và bao ship toàn quốc nha anh chị em Rồi. Okay. tiếp theo là mã số 2 cũng là cái trang xe nhật chiều cao 29 cái quành nó 15 này cũng có giá là 300 ngàn Đó, okay. Tiếp theo là mã số 3 Cũng là cái trang xe nhật luôn nha Chiều cao 32 Cái hoành nó 13 Cái này cũng có giá là 300 ngàn Đó. Đó. Tiếp theo là mã số 4 chiều cao 32 cái hoành 16 này cũng có giá là 300 ngàn luôn ạ à. tiếp theo là mã số 5 chiều cao 26 cái hoành 16 cái này cũng có giá là 300 ngàn ạ à. tiếp theo là mã số 6 chiều cao 35 cái hoành 15 cái này cũng có giá là 300.000 tiếp theo là mã số 7 cũng là trang xe nhật luôn chiều cao 32 cái hoành 17 cái này cũng có giá là 300 ngàn Tới số 8 Tiếp theo là mã số 8 Chiều cao 26 Cái hoành nó 18 Đây em chỉ cái cái chỗ nó bị tét chỗ này nha anh chị em Nhưng mà không sao em đã xử lý keo rồi anh chị em Mã số 8 nha này cũng có giá là 300 ngàn Đã. Tiếp theo là mã số 9 Chiều cao 26 Cái hoành nó 15 Này cũng có giá là 300 ngàn Tiếp theo là mã số 10 Cũng là trang xe nhật luôn nha dù cao 25 Cái hoành nó 14 Này cũng có giá là 300 ngàn ạ à. Tiếp theo là mã số 11 Cây này là cây tím sen anh chị em Trang tàn tím sen lá nhỏ nha anh chị em Chiều cao 80 Tán ngang là 84 Cái hoành nó 15 Cái này cái chân tàn nha anh chị em Tím sen Này em cũng bao sống bao ship toàn quốc nha anh chị em Này có giá là 450 ngàn Rồi em xin nổi cây ạ Tiếp theo là mã số 12. Cây này cây chăn đỏ lá nhỏ nha anh chị em. Chiều cao nó 82. Tá ngang nó 87. Này nguyên một bệ đế luôn anh chị em. Cây này rất là đẹp ạ. À. Cái hoành nó 16 sương nó cũng dày xương luôn nha anh chị em mã số 12 nha anh chị em trang đỏ này có giá là 450.000 à rồi em xin đổi cây ạ à. tiếp theo là mã số 13 cũng là cây trang đỏ luôn nha anh chị em chiều cao 49 cái hoành nó 65 ở cái tán ngàn 65 cái hoành nó 15 cây trang đỏ nó nhỏ nha anh chị em Mã số 13 Có giá là 300 000 luôn ạ à. Mã số 13 có giá 300 000 ạ à. Tiếp theo là mã số 14 Cũng là cây này cây tím sen nha anh chị em Chiều cao 88 Cái hoành nó 90... Ơ 8.092 Cái hoành 14 Cái này cái tím sen Có giá là 400 ngàn ạ Rồi, em xin đỡ cây ạ à. Tiếp theo là mã số 15 Tiếp theo là mã số 15. Chiều cao 75. Tán ngang là 89. Cái hoành 21. Mã số 15. Có giá là 450 ngàn. Cái này cây chân đỏ nha anh chị Tiếp theo là mã số 16. Mã số 16 nha anh chị em. Chiều cao 63. Cái này cây chân vàng anh chị em. Tá ngang là 82. Cái này cây chân vàng lá nhỏ. Mã số 16. Cái hoành nó 12. Cái này có giá 350.000 ạ. À. Mã số 16 ạ. À. Rồi xin đợi cây ạ. Dạ. Tiếp theo là cái chân đỏ nó nhỏ nha anh chị em mã số 17. Chiều cao 75. 8084. Nguyên nguyên một củ đế luôn ạ. À cái hoành nó 16 củ nở nha anh chị em xương nè xương dày đặc xương luôn á mã số 17 nha anh chị em có giá là 400 ngàn trang đỏ lá nhỏ nha rồi em xin đổi cây tiếp theo là mã số 18 cây này cũng là cây chăn đỏ lá nhỏ luôn chăn xưa chiều cao 87 8089 Mấy cái này cái hoành nào cũng đẹp xương cũng dày luôn. Cái hoành 16. Mã số 18 có giá 450.000 luôn ạ. À. Rồi, xin lỗi cây ạ. À. Tiếp theo là mã số 19 Cây này cây chăn vàng nha anh chị em Chăn vàng lá nhỏ Chiều cao 86 8 ngàn 83 Hoành 20 Mã số 19 nha anh chị em có giá là 450 ngàn ạ. Rồi em xin đổi cây ạ. À. Tiếp theo là mã số 20 Cũng là cây trăng đỏ lá nhỏ Chiều cao 62 Tán ngang 80 Có cái củ đế đẹp lắm nha anh chị em Cái hoành nó 15 Em đo cái củ đế của nó nè Củ đế là 32 Mã số 20 có giá là 400.000. Rồi, xin đỡ cây. Tiếp theo là mã số 21, cây này cây chăn vàng anh chị em. Chăn vàng lá nhỏ. Chiều cao 82. 892. Cái vành 24. Mã số 21 Cây này có giá 400 ngàn Rồi em xin đổi cây ạ à. Tiếp theo là mã số 22 Cũng là cây chăn vàng luôn Chiều cao 76 8 92 cái hoành 22 mã số 22 luôn có giá là 400 ngàn rồi em đổi cây tiếp theo là mã số 23 cây này cây chăn đỏ nha chiều cao 62 tán ngang 72 này lùng lực nha cũ hết biết cái, cái hoành nè cái hoành 19 mã số 23 một bệ đế luôn anh chị em xương cũng dày đặc luôn nhỏ mà lùng lực xương dày đặc luôn á có giá là 450 000 rồi em đổi cây tiếp theo là mã số 24 cây này cây chân vàng anh chị em ủa cây cây đỏ cái đỏ cái đỏ Cây chân đỏ nha anh chị em chân đỏ lá nhỏ chiều cao 61 tá ngang 62 cây này hơi nhỏ cái hoành 14 có giá 350 ngàn nhỏ nhưng mà đẹp rồi em xin nói cây tiếp theo là mã số 25 Cũng là cây chân đỏ luôn Chiều cao 69 8 73 Cái hoành 17 Mã số 25 anh chị em Có giá 350 ngàn rồi em đổi cây ạ à. Tiếp theo là mã số 26 Cũng là cây chăn vàng trang vàng lá nhỏ Chiều cao 64 Tán ngang 77 Cái hoành 15 cây này mà trang vàng mã số 26 có giá là 300.000 rồi xin lỗi cây tiếp theo là mã số 27 cái này tím sen anh cho em mã số 27 chiều cao 73 8 92 cây hoành 21 này có giá 400 ngàn ạ à. phong toàn rất là đẹp nha anh cha rồi xin lỗi cây <laughs> tiếp theo là mã số 28 cây này cây chân vàng chân vàng lá nhỏ chiều cao 83 8 ngàn 82 Cái hoành 20 Cây mã số 28 Có giá 450 ngàn Rồi em xin đổi cây Tiếp theo là mã số 29 Cây này cây trăng đỏ Trăng đỏ lá nhỏ Chiều cao 69 8 ngàn 75 cái hoành nó 16 mã số 29 cái này có giá 380 ngàn rồi em đổi cây tiếp theo là mã số 30 cũng là cây trang đỏ lá nhỏ chiều cao 74 8 Cái này quá trời bệ đế nè Cái hoành 19 Mã số 30 nha anh chị em Có giá là 400 ngàn Rồi em đổi cây Tiếp theo là mã số 31 là cây trang vàng, trang vàng lá nhỏ nha anh chị em. chiều cao 77 tán cái hoành nó 20 mã số 31 anh chị em cái này có giá 500 ngàn à rồi em đỡ cây à. tiếp theo mã số 32 là cái tím sen Tiếm sen lá nhỏ chiều cao 73 8 ngang 84 cái hoành 17 ở 16 cái hoành 16 mã số 32 có giá là 400 ngàn ạ rồi em xin nói cây okay. Tiếp theo là mã số 33. Cũng là cái tím sen. Chiều cao 78. Tán ngang 86. Cái hoành 24. Mã số 33 anh em có giá 450 ngàn. Rồi em đó cây. Tiếp theo là mã số 34 Cây trăng vàng một cốt Chiều cao 73 Tán ngang 87 Cây hoành 19 Mã số 34 Có giá 450 ngàn Rồi, em nói cây Tiếp theo là mã số 35 Chiều cao 72 Tán ngang 89 Cây này cây tím sen anh chị em cái hoành 26 Mã số 35 Cây này có giá 400.000 Rồi em đổi cây Tiếp theo là cây trăng đỏ Lá nhỏ Chiều cao 79 8 ngàn 94 Cây hoành 21 Cái này cái chân đỏ nó nhỏ nha anh chị em Mã số 36 có giá 500 ngàn à Rồi em xin nói cây Tiếp theo là mã số 37 Cũng là cây chân đỏ luôn Chiều cao 60 8 72 cái hoành nó 15 mã số 37 nha anh chị em có giá là 300 ngàn rồi xin đổi cây tiếp theo là mã số 38 chiều cao 76 887 ngang 87 cái hoành nó 16 mã số 38 anh cho em có giá là 400 ngàn cây tím sen nha rồi okay. tiếp theo là mã số 39 cũng là cây tím sen luôn chiều cao 79 có ngang 84. Cái vành 18. Cái này mã số 39 có giá là 400 000 Rồi em xin nói cây. Tiếp theo là mã số 40. Cây trang đỏ lá nhỏ nha cho em, mã số này cũng là mã số hết clip của em nha. Chiều cao 72, 8 90 trang đỏ lá nhỏ nha anh chị em. Cái quạnh 16, mã số 40 có giá 450.000 à. Mã số 40 là cũng là mã số hết clip của em ha. Anh chị em nào chốt cây thì xin liên hệ số điện thoại của em là 0965188838 cũng là số Zalo của em. Hết clip em cũng xin kính chúc của anh chị em thật nhiều sức khỏe làm ăn phát tài phát đạt và xin chào ạ. À. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video. Chọn được cây ưng ý liên hệ với Hoa Kiển Công Danh để chốt cây. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Trân thành cảm ơn, trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.